tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 18h30 ngày 14 tháng 10 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2021 giảm nhẹ trở lại sau khi vượt mốc 1.790 USD trên một ao. Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay. Giá vàng tăng hơn 1% vào hôm qua và nhờ đồng USD và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay. Giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống còn 1.791 USD trên một ao và giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 0,11% xuống còn 1.792,7 USD trên một ao. Chỉ số index giảm giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD index giảm 0,54% xuống còn 94,10. Đà tăng của giá vàng kết thúc khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 1,6% sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đều tăng trong tháng 9. Theo đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết dữ liệu lạm phát của Mỹ đã tăng hơn so với dự kiến trong tháng 9, với chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ tăng 0,4% sau khi tăng 0,3% vào tháng 8. Trước đó, các chuyên gia dự báo chỉ số tăng 0,3% trong tháng trước, lạm phát hàng năm ở mức 5,4% so với mức dự kiến là 5,3%. Lạm phát cơ bản hàng tháng không tính chi phí thực phẩm và năng lượng tăng 0,2% trong tháng 9 sau khi tăng 0,1% vào tháng 8. Lạm phát cơ bản hàng năm cũng đạt mức kỳ vọng ở mức 4%. Các nhà phân tích đang theo dõi sát dữ liệu lạm phát với nhiều người bắt đầu dự đoán lạm phát dai dẳng hơn suy nghĩ trước đó. Vàng giảm từ mức cao nhất phiên mất tới 18 USD trên một ao sau khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, kim loại quý phục hồi trở lại mức cao xác lập trước đó chỉ trong vòng 1 giờ vì thị trường phân tích kỹ hơn về số liệu lạm phát. Kim loại quý cũng được hỗ trợ từ lo ngại lạm phát cao sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhà phân tích Bloomberg của FXTM nhận định các cuộc thảo luận về lạm phát kèm suy thoái tiếp tục tác động tiêu cực đến tâm lý toàn cầu, làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Điều này có thể hỗ trợ cho đà tăng của kim loại quý. Các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Dự trữ Trung ương trong bối cảnh triển vọng kinh tế sẽ giảm dần trong tháng tới. Trong khi đó, một nhóm các ngân hàng hợp tác với sàn giao dịch London Meta để tung ra hợp đồng vàng và bạc giao ngay trong năm 2017 đang chuẩn bị từ bỏ dự án sau khi khối lượng giao dịch được kỳ vọng không đạt mục tiêu. Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,3% lên 23,05 USD trên một ao, trong khi giá bạch kim tăng 2% lên 1.027,09 USD trên một ao. Giá palladium tăng 4,7% lên 2.142,3 USD trên một ao. Dự báo giá vàng vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 tiếp đà tăng hay sẽ giảm trở lại. Chốt phiên giao dịch vào ngày hôm nay bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau khi tăng vào đầu phiên.
Và trên thị trường thế giới, giá vàng tăng nhờ đồng UT và lãi suất trái phiếu giảm, trong khi giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát từ Mỹ để rõ ràng hơn về chính sách bình thường hóa của Fed. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.